cũng cảm ơn em. Chắc nhiều lắm. Anh cũng cảm ơn em, nhưng mà em có một câu hỏi thì em muốn đặt là tại sao em cảm ơn anh Thành mà em cảm ơn Harry thôi, trong khi người đó lại lớn hơn anh 2 tuổi. Quá không không quá thích. Tôi muốn nghe từ là Harry được không? Mắc mới gì kêu tôi già. Gì kỳ vậy? Mà tôi hỏi người ta chứ tôi có hỏi cô đâu mà cô trả lời. Tôi muốn như vậy. Trời ơi. Tôi chẳng lẽ tại sao anh gọi kêu em là em, trong khi anh nhỏ hơn em 2 tuổi. Đúng. Em có hay nói là trong showbiz thì anh Trấn Thành chặt rất là nhiều người, lúc nào anh cũng bị chặt bởi một người vậy anh? Tôi không muốn chặt thôi chứ không phải là tôi không thể chặt, hiểu không? Tôi chặt xong về nhà hậu quả nó khó lường lắm. Bây giờ thì Harry có muốn chém tận nơi luôn không Harry? Mới chém sâu rồi còn chém gì nữa. Chém nữa sợ chết. Được rồi. Ngày ngày vui cái đứa em nói chuyện tình cảm xíu em. Ừ. Chia sẻ cảm xúc luôn đi, lỡ xuống rồi. À, chia sẻ cảm xúc của Harry, thật sự thì lần đầu tiên Harry thấy Tuấn hút thuốc lá. Bình thường là theo Harry biết nha, là bạn Tuấn Trần là như thầy tu. Sao ta? Sống rất là... Và nên chắc lọc lại từ ngữ khi phát biểu nha. Thì kiểu như là... không có sao ta, buổi sáng dậy tập thể dục rồi đi làm việc, về nhà ăn cơm chung với mẹ rồi rồi ngủ vậy thôi, rồi ít khi gặp bạn bè này nữa. Ông, mà vậy nè, chưa bao giờ thấy bạn này có bồ lần nào luôn á, chưa bao giờ thấy bạn này yêu ai rồi hả anh này, chưa bao giờ thấy một người nào luôn. Cái đó cũng thiệt thiệt, mà mình đã biết Tuấn là đã mấy năm rồi. Thì tức là mình biết là bạn ấy độc thân mấy năm trời, thì anh nghĩ đi, sao con người sống như vậy được, đúng không? Thì em mới nói là bạn này không phải là nam bình thường, mà là vậy đó. Ờ vậy đó. Thì thông qua trong cái vai này thì bạn này, nhưng mà có vẻ là thuốc lá là chắc là mới tập hay sao vậy, đúng không? Ừ. Thì khi mà bắt đầu vô cái vai diễn này thì Tuấn tập hút thuốc trong vòng một tháng. Tôi nói thiệt quý vị là tôi á, bữa tôi mới điện gọi tôi chửi nó. Tôi nói không có ai mà làm phim như em á, thí dụ ta làm phim mà điện ảnh đi, đạo diễn lớn ta mời đi, mày hy sinh ta cũng có nói làm cái gì. Thí dụ ta trả tiền mày một cục bự thiệt bự, cái này tiền mày tự bỏ ra mày làm phim của mày. Mà tóc nó hy sinh, mái tóc nó cắt luôn. Rồi tập võ, nó bỏ ra mấy tháng đi tập võ để nó quánh trong này. Rồi nó học hút thuốc, rồi nó để luôn rau của chị mà chưa bao giờ nó làm. Cái nó sao trời, nó có bệnh không ta? Trời ơi trời, tôi làm web drama tôi dán một dâu rau mà nó giả thiệt giả. Mà cả thế giới chửi tôi. Ừ, còn trong khi nó đóng phim mà có nói mình mà nó để rau thiệt. Cái tôi ngồi mình suy nghĩ, mà tôi ngồi mình đáng đo mình suy nghĩ là cách làm nghề của mình. Trời ơi trời, khổ lắm quý vị, thành thử ra là tôi thấy là Tuấn Trần nó là một cái đứa mà cực kỳ yêu nghề, nó làm cái gì là làm cho tới đó. Vậy có cái là vợ tôi hỏi nó câu đó, tại sao nó không có bồ, không hiểu sao. Thì nói chung là mình thấy là bạn Tuấn Trần là một người rất là yêu nghề, và một khi nhận một cái vai nào đó là bạn này đầu tư rất 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 là nhiều, nhiều tới mức độ mà mình cảm thấy ê, có cần thiết phải làm tới mức độ đó hay không, mình cảm thấy như vậy luôn, hơi bị quá đáng luôn. Và chắc là chính vì điều đó em không có người yêu. Tại vì tất cả thời gian là phải dành làm cho nghề hết rồi, đúng không anh? Đó, nhưng mà... Có một thời gian vui lắm. Nó nói anh khoe, anh xin mới dẫn phim dai con nhà giàu. Để tiền em mua đồ hiệu mặc đi vô gái con nhà giàu. Cuối cùng tính ra cái tiền đồ nó mắc hơn tiền nó nhận cái xe. Thì thật sự thì Harry cảm thấy rất là bạn Tuấn Trần là một người, đối với Harry nha, một người đáng để nể. Đối với Harry là như vậy. Gì nữa? Nhưng mà khen tới đó thôi, để người ta hỏi tiếp chứ khen nhiều quá nó kỳ. Ok, rồi. Right. Tôi xem, tôi thấy cái trailer thì bắt đầu thấy cũng khá là hay, hấp dẫn. Và tôi, nếu mà tôi là một khán giả tôi xem cái trailer, tôi muốn biết cái phim nó nói cái gì. Và thường thì người ta làm cái trailer hay thì phim nó hay ngược lại. Và cái điều này ngày hôm nay thì nó lại không đúng với cái lẽ thường tình đó. Phim hay luôn. Dạ. Yeah.
Thực ra thì tôi cũng ít đi họp báo lắm, tại vì tôi cũng rất là bận, nhưng mà hôm nay cũng may mắn là vì cái lịch quay tôi thì không có, thì vô tình thì tôi cũng sắp xếp được tôi tham gia, thì tôi cũng rất là quý Tuấn Trần, là một đứa em nó làm việc rất là nghiêm túc và nó yêu nghề hơn là tôi tưởng tượng. Thì tôi cũng khá là quan tâm tới những sản phẩm nó sắp làm, tại vì khi tôi làm việc, cái Tuấn nó cũng khá là tiếp thu rồi lắng nghe học hỏi rồi nhiều lắm. Anh tưởng ra mỗi một bước phát triển của nó thì mình cảm thấy là, nếu như em mình nó giỏi hơn thì mình cảm thấy là mình mừng cho nó. Cái đợt trước tôi đi xem cái 21 ngày yêu em thì tôi thấy là phim nó vẫn là web drama, coi nó cũng nói thú thật là nếu em có buồn anh cũng phải chia sẻ thật, thì nó vẫn là web drama, coi nó có cái gì đó nó hơi non nớt, nó hơi gói ghém trong cái kiểu mà mình xem cho đáng yêu vậy thôi. Thì mình xem tới cái xin chào papa này thì hồi nãy tôi thấy tôi ngồi tôi nói hay hơn tôi tưởng tượng nhiều, hay hơn rất là nhiều. Ít ra nó cho mình cái cảm giác là mình đang ngồi xem phim rạp luôn, mình vào cái rạp rồi mình xem y như là mình đang ngồi xem phim rạp vậy đó. Thì cái thứ nhất là cái điều đáng khen ở đây là cái khâu dựng phim. Thì hồi nãy có thấy là hình như là Huy Trần với Tuấn là hai người là đạo diễn và cả diễn viên chính cùng dựng. Thì cái dựng phim này là cái dựng phim tiêu chuẩn của điện ảnh, nó không phải là dựng phim tiêu chuẩn web drama. Và đó là cái điều mà tôi có làm ở Bố Già. Tại vì tôi muốn là mặc dù tôi làm web drama mang cái tiếng nó là web drama thôi, nhưng mà mình nên dựng phim theo cái tiêu chuẩn điện ảnh để khán giả họ xem được cái chất lượng tốt nhất. Tại vì mình cũng lỡ đầu tư rồi thì thật ra web drama với điện ảnh cũng là quay thôi quý vị ạ. Thì mình về mình dựng sao cho nó kỹ thì người khán giả họ coi họ thích hơn. Thì lần này là Tuấn làm được cái điều đó đầu tiên. Cái thứ hai á, là quan trọng hơn hết là mình thấy là cái kịch bản là có. Nó có một cái câu chuyện. Ngay cả từ cái tập 1 thôi mình xem mình thấy nó có một câu chuyện mà mình muốn coi có cái chuyện gì nó xảy ra kế tiếp. Cái điều đáng khen thứ ba đó là cái dress code, cái cách mà các diễn viên trong phim ăn mặc rất tốt. Tôi không biết là có can thiệp của stylist nào hay không, nhưng mà tôi thấy là mọi thứ được chỉnh chu. Những cái nhân vật khi mà cái tạo hình ra thôi là mình thấy mình tin cái nhân vật đó là cái vai đó. Cái khâu ăn mặc rất tốt, tại vì quý vị biết là phim nó khổ vì nó từng cái khâu nhỏ gì đó mà cộng lại nó mới ra được cái phim hay. Và cái khâu kế tiếp mà tôi thấy là cái phần chọn nhạc cũng khá tốt, tại vì khi mà dựng phim mà âm nhạc nó không hỗ trợ cho cái tình huống diễn xuất thì cái phim nó dễ làm tại đứt mút lắm. Chọn vai cũng đáng yêu nữa. Hôm nay tôi cười khá nhiều chỗ đoạn của anh Lê Nam với lại của Phát La, rất là duyên dáng dễ thương, và cái sự chọn vai thì thấy là khá hợp. Lúc đầu tôi nhìn vào cái dàn diễn viên thì tôi nói đa số là người mới không, tôi cũng hơi lo lắng. Tôi nói là bây giờ giữa thị trường những cái web drama đa số là các ngôi sao nhiều, rồi khi người ta mời cũng mời khách mời đông, thì với một web drama mà những người mới như vậy thì không biết là có thu hút hay không. Tôi rất là lo cho em của tôi, nhưng mà cái này thì mình nói yên tâm được ở chỗ là cái chất lượng nó sẽ kéo khách, và những cái con người này sau cái web drama này sẽ được người ta yêu thương. Ít nhất là tôi feel được cái điều đó. Tôi cảm thấy là họ làm rất tốt cái vai diễn của mình. Cái câu chữ nó sạch sẽ, nó cho mình cảm giác coi thích. Và giữa những cái thị trường là hiện nay mọi người đang làm mọi cái mà nó nhanh á, theo kiểu là theo tiến độ á, thì ít ra mình thấy được ở đây có một cái sản phẩm là không làm theo tiến độ mà làm theo chất lượng, làm theo cái gọi là cái nư của diễn viên, nó làm cho đã cái nư của nó. Để ra tôi nghĩ là hy vọng rằng là với cái sự đầu tư chỉnh chu này thì web drama này sẽ được khán giả đón nhận. Xin cảm ơn nghệ sĩ Trấn Thành. Anh ơi, cho em xin phép được nhờ anh so sánh một chút xíu đi, vì anh cũng đã đồng hành với Tuấn trong dự án Bố Già và Vai Sang. Vậy thì có sự khác nhau giữa Vai Sang và Vai Hoàng này, anh cảm nhận ở thước phim đầu tiên này không anh? Khác nhiều chứ. Dĩ nhiên mình thấy cái tạo hình nhân vật là đã khác nhiều rồi, tính cách hai nhân vật này cũng khác nhau nhiều. Diễn xuất anh? Diễn xuất thì dĩ nhiên thấy trong vai diễn này Tuấn có trưởng thành hơn. Nhưng mà dĩ nhiên sẽ có những điều phải nói để anh em tôi nói riêng nhau. Tôi sẽ không nói với bạn. Cảm ơn bạn. Thiệt luôn á. Cảm ơn anh. Rồi bây giờ chắc là có Tuấn có vài lời gì với anh Thành không? Chỉ vậy nói với khán giả đi, nói với tôi chi.
Thì bây giờ người ta khen anh rồi, em phải để người ta, anh khen người ta phải để người ta nói gì với anh chứ. Ok rồi. Dạ. Em xem có quyền. Đầu tiên thì xin cho phép đúng xin chào tất cả mọi người đã dành thời gian tới với buổi họp báo ngày hôm nay. Và cái lời thứ hai là chắc có lẽ là không có, tại vì anh Thành biết là em là một người cũng không nói quá hay, nhưng mà em chỉ muốn gửi đến anh một lời, đó là lời cảm ơn, rất cảm ơn. Tại vì như Tuấn cũng chia sẻ là trong showbiz này á, Tuấn cũng rất là ít bạn. Và may mắn hơn là Tuấn có những người bạn, có những người anh chị như là anh Thành với Harry, là luôn luôn dành thời gian, luôn luôn sắp xếp. Thậm chí hơn nữa là khi mà bắt đầu làm sản phẩm, lúc nào cũng vậy, anh Thành luôn luôn góp ý, rồi hả kêu là em nên thế này kia. Rồi Harry cũng vậy. Và càng vui hơn nữa là hôm nay á, là biết là Harry quay, rồi anh Sim cũng quay. Nghĩ là thôi mình mời là hai người cũng không tới đâu. Thiệt, nói thiệt. Nhưng mà hả, tự nhiên khi mà mọi người, hai người tới, cái tự nhiên em cảm thấy rất là bất ngờ và tụi em rất là cảm ơn. Và càng cảm ơn nữa là anh đã coi hết phim của em và cho em không thiệt, không phải gì, mà tại vì á, anh Thành là một người rất là khó tính. Tại vì sao mà Tuấn nói như vậy là tại vì á, anh Thành á, cái sự khó tính của anh Thành nó sẽ giúp cho Tuấn á, tuy là có áp lực, nhưng mà khi á, mà Tuấn chinh phục được những cái khó tính của anh á, thì Tuấn sẽ cảm thấy mình cảm thấy là mình vượt qua bản thân mình một chút xíu nào đó. Thì em cũng gửi lời cảm ơn anh rất là nhiều. Còn cái chuyện riêng mà về diễn xuất á, thì có gì anh email cho em nha.